Chưa, cái đó chừng nào làm tới thì nói, giờ quay lấy bằng chứng cái đã. Xe này hồi xưa lên 206. 206 là giống chiếc cầu bên đó đó. Ngày xưa và cái chim cuối, cái chim hàng
gọn đi. Thì xin giới thiệu với anh em, đây là con xe 2000, được Thạch nhận làm từ dưới Bạc Liêu mang lên. Thì theo như anh em đã thấy là trước khi Thạch dọn thì con xe này nó rất là cũ, để là coi như là không xài tới và không chạy tới là hơn một năm.
là có hiện tượng là anh em thấy là có một cái ổ mà ổ ong đó nó đóng ngay cái chân cuộn đó. Nhưng anh em biết vì lý do tại sao vậy không? Vì á anh ta có đem đi sửa một lần tốn hết mấy triệu rồi, nhưng mà sửa xong á về nó y chang như cái bệnh vậy à. Thì anh em biết là ngày xưa khi tìm mà một tiệm sửa xe xì bo và một người sửa xe xì bo và tìm đồ xe xì bo để mà sửa nó rất là khó, thì muốn đem đi sửa cũng ngại lắm. Thì ảnh cũng đã thử đem đi sửa một lần tốn mấy triệu rồi, bệnh nào cũng nó trở về hiện tượng bệnh đó, thì ảnh mới sợ, ảnh nản, ảnh không có mang đi sửa nữa. Nhưng ảnh rất là đam mê xe xì bo nha anh em, lớn tuổi lắm rồi đó nhưng mà vẫn đam mê, không từ bỏ cái đam mê của mình. Và tình cờ thì người anh này xem được những cái video clip của Thạch, bắt đầu tìm hiểu Thạch thì mới quyết định mang xe lên Thạch chọn. Thì khi mà Thạch nhận chọn con xe này thì Thạch nhìn thấy là con xe này có ấn tượng là để rất là lâu rồi không sử dụng tới, cho nên mới có những ổ ong mà nó đóng vô chiếc xe tạo thành ổ rất lâu rồi thì mới có được cái hiện tượng đó. Và trong thời gian Thạch chọn, cuối cùng ngày hôm nay nó đã trở thành một con xì bo có được cái bản chất giống như lúc đầu của nó. Và hình ảnh anh em xem từ nãy tới giờ đó là hình ảnh con xe xì bo mà được thành nhập ở nhận giọt từ Bạc Liêu mang lên. Thì nó đây, thì nãy giờ Thạch đã quay tổng quát cho anh em đã xem rồi đó. Thì đây là con mà Thạch đã nhận xong. Thì hôm nay Thạch đã quyết toán được 4 con xe xì bo và bắt đầu giao cho khách. Thì lúc nãy là có anh lấy rồi đó, thì con này tiếp theo và hôm nay là giao hết 4 con. Thì clip này được Thạch làm nên cũng giống như là cho cái người chủ của chiếc xe này, khi mà xem được video clip này thì sẽ vui là cái con xe của mình gửi gắm ở nơi thành thật, cuối cùng nó cũng đã được như vậy. Trước khi chào tạm biệt anh em, có cái này Thạch chỉ cho anh em xem trong cái video này. Thì như anh em đã thấy, tại sao mà Thạch về riêng của Xì Bo 2000 nhưng lại xài cái thắng này, thì như anh em thấy nè, cái con xe này trước kia nó đã được full 206, thì full 206 thì phải dỗ lại cái sườn này như vậy nè. Thì 206 là cái sườn nó khác Xì Bo mình ở chỗ là cái cần thắng này, thì Xì Bo của mình nó sẽ là thẳng ngang qua đây đó. Xì Bo của chúng ta, Xì Bo của chúng ta nè, cần thắng này là cần thắng của Xì Bo và cái gói này là gói của Xì Bo đó. Còn cái gói bên đó là đã dỗ lên 206 đó, đã dỗ lên 206 thì đã dỗ như vậy rồi, thì mình chỉ giữ lại cái này mình xài thôi chứ gắn cái giò thắng của Xì Bo lên là không được. Rồi thì mong anh em xem sẽ hiểu được vì sao lại có mấy chiếc xe nó lại như vậy. Thì những cái hiện tượng này đó là đã dỗ, ngày xưa dỗ lên 206 rồi đó, thì bây giờ muốn về là Xì Bo cũng tay hợp này. Rồi thì mong rằng anh em xem cái video clip này của Thạch sẽ cảm nhận được những chiếc Xì Bo mà từ Thạch làm ra nó như thế nào, và Thạch sẽ mãi mãi luôn sát cánh với anh em để giúp cho anh em biết thêm nhiều về Xì Bo. Và góc phải màn hình là chỗ anh em theo bước chân của Thạch, nếu như anh em là người thật thụ đam mê tới Xì Bo thì hãy cố gắng cùng đồng hành với Thanh Thạch để chúng ta đi đến cái cuối đoạn đường đỉnh của đam mê. Và trước khi tạm biệt anh em thì Thạch sẽ cho anh em nghe lại cái tiếng máy của con xe này một lần nữa để cho những anh em mà chưa thực hiện được lấy đây làm cái động lực để mình thực hiện